Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Chào mừng các bạn đến với PUBG Việt Nam Official và đây là tin nóng PUBG. Vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, Divine Esports đã đón nhận một thông tin không được may mắn cho lắm khi Nam C, Frogger chính của team đã phải nhập viện. Theo thông tin nội bộ cho biết rằng, đêm ngày 17 tháng 5, Nam C đã vào nhập viện do đau ruột thừa và rạng sáng, tuyển thủ này đã phải tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, ca phẫu thuật đã thành công và sức khỏe của Nam C đã bình phục khá tốt, nhưng việc tuyển thủ này có chắc chắn tham gia được trận đấu PGS Charity Showdown vào ngày 21 tháng 5 này hay không vẫn còn là một dấu hỏi vô cùng lớn. Và để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, thì Divine Esports đã nhanh chóng có cho mình một thương vụ chuyển nhượng có thể coi được là bom tấn. Tuyển thủ này là một ẩn số vô cùng lớn. Anh từng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, am hiểu chiến thuật của toàn bộ các đội tuyển tham gia PGS Charity Showdown lần này. Các thành viên của Divine Esports, cụ thể đó là Nicky, Levit và Turtle, đã quay một đoạn video ngắn để tiết lộ thông tin về bom tấn này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúng mình là Divine Esports. Xin chào tất cả mọi người, mình Nicky, mình đến từ đội tuyển Divine Esports. Chào các bạn, mình là Levit, mình cũng đến từ team đó. Xin chào tất cả bạn, mình là Dùa, mình đến từ đội tuyển Divine Esports. Thì trong quá trình tham dự giải BCS Charity Showdown thì Nam có gặp vấn đề về sức khỏe, đó là đau ruột thừa và Nam phải vào nhập viện. Và một ruột thừa ngay hôm đó, thì hiện tại thì Nam đã phẫu thuật thành công và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Sáng nay thì bọn mình gồm tất cả các thành viên trong team và anh quản lý đã vào bệnh viện thăm thằng Nam và thấy nó khá là khỏe, nó đi lại được rồi. Và cũng hy vọng là nó xin được bác sĩ để ra về, vì nếu mà bán giải thì cũng không phải là hoạt động quá mạnh nên chắc cũng được về. Mình thì nghĩ là nếu trong trường hợp xấu nhất thì anh Đăng quản lý sẽ vào bắn thay Nam. Còn nếu mà sức khỏe của Nam mà hồi phục mà ổn định, mà được sự cho phép của bác sĩ thì chúng mình sẽ vẫn thi đấu với LF chính 4 người. Hy vọng là tất cả các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho team mình cũng như là tất cả các team Việt Nam khác trong giải đấu này để dành 100.000 đô về để ủng hộ vào quỹ từ thiện của nước ta. Divine Esports quyết tâm đẩy lùi COVID. Vậy là chúng ta đã biết được nhân tố bí ẩn này là ai. Đó chính là nhà thơ Đỗ Hoàng Đăng, quản lý của Divine Esports hiện tại. Được phỏng vấn về lần ra chiến trận đầy bất ngờ này thì anh đã chia sẻ như sau: phải làm flyer bất đắc dĩ như thế này thực sự rất run, nhưng với kinh nghiệm thi đấu tiền nước và tiền máy, 200 giờ chơi PUBG thì chắc chắn là mình sẽ làm tròn vai. Nhà thơ hiện tại là thành viên thứ 5 của Divine Esports thi đấu ở vị trí dự bị. Nếu Nam C không kịp bình phục và trở lại thi đấu thì nhà thơ sẽ bắn thay vị trí của anh chàng này. Cùng chúc Nam C có sức khỏe tốt nhất trong thời gian sắp tới và cùng cổ vũ hết mình cho Divine Esports vào ngày thi đấu thứ 3 của giải đấu PUBG Continental Series Charity Showdown sắp tới này nhé.